Ăn thịt mày. Alo. Vâng, chúng ta đến với trận thiếu bản lề xếp đấu thứ 5 thôi. Bên mình có Babylon của game thủ Gunny. No 1, Hiti lại cầm cung rồi. Không không yên tâm cho lắm. Bên kia có một Pan, không biết một quân gì nữa cũng ngắn ngắn, không biết Roman hay Hiti gì đấy. Không dám chắc nên cứ nói vậy thôi. Alo, vâng, trở lại trận đấu tôi. Gunny đi thôi, Babylon đang lùa hiu. Quả phụ có luôn, có đôi voi nữa thì mát. Alo. Vâng, trở lại trận thi đấu thì thôi. Hitty 23. Dân chưa ra xong. Gunny 22 dân. Kích đời rồi, bài như 23 dân chết 1 thì phải. Có quả phụ đây, bài 2 quả phụ mới từ game thủ Gunny. BG. Và có giành giải ép đời được không cho game thủ Gunny đây, bài lực rất khỏe. Đây còn nguyên bầy yêu, thích Gunny có thể ra đây ăn hoang. Bài ăn hoang giữa hai nhà nói chung cũng rất kín. Bài Gunny có thể nếu khỏe về sau anh có thể đánh hôn mã cũng được. Bên kia có một pan và một con gì ngắn ngắn chưa kịp biết. Xoay tham đi anh. Vâng. Xoay kỹ lại không, bên kia vẫn còn pan. Gunny nhảy đời rồi. Vâng. Không ép đời được trận này. Lượng gỗ là chưa đủ. BL trước chuẩn bài. Ô, có một mình Gunny ở vạch thôi. Bên kia Pan mà lên đời muộn vậy. À, tưới. Ông Pan không lên đời. Có phải là mát không? Lên đời rồi. Vẫn chưa đủ gỗ đóng cái BM. Vãi cả đóng BM. Bài này 10 sớm mới đủ Gunny thôi. 10-03. Rất sớm sủa bài hình như 23 dân trừ 1 thì phải, nếu tôi không nhầm như vậy, làm gì chuyện baby đánh 22 dân. Rất ít người có thể đánh bài baby 22 dân được.
BS. Rất khó khăn mỗi cái BS thôi. Anh hơi tỉ mẩn một chút. Đây họ còn nguyên bác và phụ huynh nữa. Ôi, bài quá nhiều đồ. Thí sinh cánh này là ai? Soi tham, anh lên đời sớm nhất bản đồ. Ôi gặp luôn màu hái, mát máy. Phô. À Miêu Hoan đánh cung A tươi rồi. Oẳng luôn, Miêu Hoan oẳng luôn đi. Công ca hay công cái gì? Khả năng phải công ca luôn. Công ca luôn đi anh. Đợi chờ gì nữa? Không BL2 tại sao không công ca? Vâng, luồn lách qua các nhà. Đây gặp Pan rồi. Pan chưa nhảy đời. Pan có lên đời muốn baby rồi, chắc chắn. Bác quả phụ ăn hoang. Rồi, xúc hai thằng dân của Pan đã tính sau. Chưa thấy giò của Pan ra cơ. Pan yếu vậy hay Pan chọc nô 1? Biết ngay Pan chọc nô 1 rồi, cùng cánh mà. Thôi thôi khoai rồi. Khoai lắm rồi. Con giò có giáp chưa? Chưa có giáp thì xúc. Chưa có giáp thì vẫn ăn được, vô được. Đấy tôi bảo là. Rồi tôi xem Gunny thôi, Gunny chọc vào nhà của Miêu Ăn chưa? Đang lạc đà đang đến rồi. Không tê Miêu Ăn nó công rồi. Lạc đà chưa đến. Đây rồi, đến nơi rồi. Không chui vào được. Đã ra là không vào được. Bây giờ phải công ca anh ơi. Không P, sao lại công P? Em xịt vào trong chọc dân. Ôi quá sướng. Rồi, kệ mẹ, kệ tê. Hoàng tí thì văng tục vào mic. Kìa, cứ ấy, cứ con giò bên trong thôi, nó cực kỳ buốt. Con giò công thủ rồi. Giờ thì Miêu Ăn sẽ cực kỳ yếu lực, nổ không nổ. Cũng ăn một áo ra rồi, căng. Bảo rồi công ca từ trước đi anh, phù. Được không, được luôn, quá mát, phù baby, phù tuyển mà. Nó chỉ được cái hồn mana nhanh, nổ không. Không nổ. Mài kiếm. Anh đang chính thức mài kiếm ở đây rồi. Vâng, rất chảy cối, phải chém nổ cơ. Chém nổ vào cơ. Đi ảo sao, anh định đi ảo tương này à? Thật sự là khoai, nó một đẩy ra đây. Giờ còn tê làm gì nữa, hít đi, giờ yếu thế này. Gunny đang quá cố gắng để chém rồi. Lại giật về nhà thì bây giờ thì Miêu Ăn lại khỏe. Tại sao không công ca tơn vừa rồi anh? Anh công ca vào cái kia. Giờ đi vòng đi. Đi vòng, đúng rồi, đi vòng từ nhà Velos sang, tội gì. Nâng cấp bánh xe, chưa đủ thực. Nô 1 bây giờ mới đẩy ông R đầu đi. Sao thế này, sang nhà Velos đã, đúng rồi, đi từ nhà Velos sang vẫn có cái khe vừa rồi. Còn lại bơm thực nữa. Gắn lên lương thực nâng bánh xe. Ôi, đừng đùa, ăn hết lạc đà đi. Không, con cũng đờ cái chết sớm quá. May mắn thủ nô 1. Ít cung R của hả, thực sự quá ít. Giờ Miêu Ăn lên được cung A rồi. Khoai lắm rồi. Gunny thôi, lại luồn lách. Có thủ phù không? Đừng bảo tôi ban lại không thủ phù, buồn cười. Ấy, ấy, 4 dân, đây dân nữa. Từ từ, không phù dân. Bây giờ là chế độ không phù dân. Từ từ, chỗ đấy là phải từ từ. Tí có khách ngay. Có khách rồi, có khách rồi. Kích đặc đà lại vào chơi luôn chỗ dân của Pan. Pan không nhìn thấy. Pan không biết được. Kìa, hit đi, bắn đi. Bắn đi, hit đây. Không bắn, không. Đấy, nhìn thấy rồi đấy. Rồi, kệ Miêu Ăn, mình phát triển to ra. Rồi ốp phát Miêu Ăn chết. Cũng rồi, hit cộng hưởng đam với lại cả lạc đà của Baby. Cũng gọi là được. Còn giờ thì khả năng luồn từ nhà về lớp sang là hơi khó. No 1, tham lai 37. Tôi nghĩ tham no 1 ngang tham của game thủ màu 2. Màu 2 cũng chết hơi nhiều dân trong tuần đầu. Ba tám sáu mười. Rồi, mút tạm vài dân của Pan.
đẩy lấy tham pan trước, pan ít dân dễ lấy, tham nhỏ dễ lấy. Cẩn thận với lạc đà pan, đừng đùa. Bắn lổ nhà L cũng được, không sao cả. Bây giờ thì cung A của vô thường không biết thế nào. Đây rồi, lại dân làm vàng, pan vừa vất nhiều dân lắm rồi cơ mà. Máy máy của thủ Gunny chưa nâng chém 4 sao anh. Cung A đẩy, đẩy nhà Gunny trước. Vâng, đẩy đúng cái chỗ gọi là hiểm nhất. Bại rừng. Được con cung A kìa. Được con cung A tươi. Hai cung A mạt. Hai em xịt. Rồi, lạc đà pan nó sang. Rồi, nô 1. Sáu mươi hai, 60. Tham lai to. Ngăn đi. 34, hai mình đều tham to, tham pan là tham bé nhất. Tham mình đang đè xuống, khả năng như vậy. Không thấy xoay tham, bơm rất nhiều đồ cho game thủ nô 1 để có thể nâng cái đầu gấu. BC nâng đầu gấu, đúng rồi. Có đầu gấu mới chơi được những con cung A. Số 3 nhân 84. 71 đến 92. Tham lai to, Gunny 29 x 40, mất tham rồi. Anh tôi đang mất dần tham. Từ từ đã anh ơi, từ từ đã. Tên này phải đợi cung R. Cung R nó một đâu. Vâng, cung A đẩy tất tay rồi. Lạc đà áp sát cung A. Phải trâu hơn nữa. Tên quyết định nên trận đấu bản lề trong trận đấu thứ 5. Dạ. Không vào được, đứng trên dốc khoai lắm. Tham lai mình vẫn to, nhưng quan trọng bây giờ khả năng là tham miêu ăn 3 con số rồi. Kìa, en ôi rồi, 9 đường dân trong nhà chính như này hả giời. Anh sóc quá trâu, chưa được chém 4. Nô 1, 84-112. Khả năng cung A sắp đẩy đến đây rồi. Rất nhiều A được tăng. Một trận thi đấu lỗ lực của hai game thủ bên phía Gunny và Nô 1. Có bắt được không thì điều quan trọng. Lạc đà pan nó vẫn còn, quan trọng là những con lạc đà pan này kìa. Nó cực kỳ khác bọt. Giờ tham lại 94. Mảnh máy của thủ Gunny thế nào? Tham 29 vẫn vậy. Giờ anh phải đi quản lại pan cơ, làm cho lạc đấu, kể cả đấu quân với lạc đà pan được, để quân hết pan hết quân thì vội quân đi. Lạc đà pan nó đảo còn chất lượng hơn lạc đà baby rất nhiều. Kìa cung a ở trên, cung a ở trên đấy, những con qua đi bổ sung, cứ phải bắt đã tính sau. Mình là người trên dốc một chút, nhưng mà tầm xa nó là khác bọt hơn rất nhiều. Có những con chém, có một con chém đảo thôi, không phải những con
Rồi lạc đà pa đằng sau. Có bắt được tơ này không? Bắt được tơ này không? Lạc đà pa đằng sau nữa. Đứng gần vào. Không khó rồi. Mình chết hết cung R rồi. Lạc đà pa nó vẫn còn nhiều. Thua rồi. Và tỷ số khả năng sẽ là 2-1. Tham lại sụt 30 tham. Tham từ 9x bây giờ còn 6x. Rất khó thắng tơ này. Còn lạc đà pa nó nhiều lắm. Họ cứ tích tí từng con một là... không đỡ được, không đỡ được. Nani tham 25. Khó rồi. Không đỡ được, tôi thề là không bao giờ đỡ được. Miwan kể ra tên đầu mà Gunny công ca khả năng hợp lý ấy. Khi để cung sai lầm, khi mà để cung Miwan nó phát triển thì nó là cực kỳ trâu. Cung A Miwan thì nó cực kỳ nhanh. Chỗ này 3 kích cung A quý thôi. Tỷ số là 2-1 trong trận đấu thứ 5 dành cho cặp đôi Gunny và cho cặp đôi V lớp và V vô thường. Gunny bài ép đời tốt nhưng mà nhà Miwan đẹp rất khủng. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận đấu chung kết cho cặp đôi No 1 và Gunny thôi. Khó của Nam Cường.